Tôi rít một hơi xong thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội, lão cầm lấy đóm gạt tàn và bảo: "Có lẽ tôi bán con chó đi ông giáo ạ." Có tiền tỷ trong tay nhưng vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê chứ không mua nhà. Có sẵn 3 tỷ đồng, thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng đều đặn là khoảng 40 triệu đồng trên tháng, nhưng chị Thu Nga ở Hà Nội chia sẻ rằng vợ chồng chị vẫn đi thuê nhà thay vì mua nhà. Nhiều đôi vợ chồng trẻ chọn cách bỏ cả triệu đồng để thuê nhà mỗi tháng thay vì mua nhà. Khi thấy bạn bè mình mua những căn chung cư 3 đến 4 tỷ đồng, nhưng thường tài chính của họ chỉ có khoảng hơn một nửa, số còn lại thì phải đi vay ngân hàng và trả nợ hàng tháng, nên chị Nga cảm thấy rất áp lực. Chị Nga nói, nghĩ đến cảnh hàng tháng phải tính toán chi tiêu để trả nợ ngân hàng, ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí sinh hoạt của gia đình, khiến cho tôi thực sự thấy điều đó là gánh nặng. Vì thế vợ chồng tôi quyết định đi thuê nhà thay vì cố mua được nhà. Và tôi vẫn có thể ở căn hộ chung cư như mong muốn mà không bị áp lực trả tiền lãi vay ngân hàng như các bạn bè của mình. Các chung cư được vợ chồng chị Nga chọn thuê đều ở gần chỗ làm của chị để thuận tiện cho việc đi lại, không mất nhiều thời gian hít khói bụi ngoài đường. Chị Nga cho hay, vợ chồng chị thường chi tối đa 30% tổng thu nhập của hai vợ chồng để thuê nhà. Với số tiền 10 đến 12 triệu đồng mỗi tháng thì có thể thuê được những căn chung cư có trị giá mấy tỷ đồng để ở. Số tiền sẵn có vẫn nguyên 3 tỷ đồng gửi ngân hàng lấy lãi. Theo chị Nga, kể cả lúc lãi suất ngân hàng xuống thấp thì tiền lãi cũng đủ để thuê nhà. Chị Nga phân tích rằng, mỗi năm tiền thuê nhà của chúng tôi chỉ mất khoảng từ 100 đến 120 triệu đồng, nhưng số tiền sẵn có nếu không mang đi đầu tư mà chỉ gửi ngân hàng cũng có 180 đến 240 triệu đồng trên năm, tùy vào mức lãi suất cao thấp khác nhau. Căn nhà rộng 70m², hai phòng ngủ rất phù hợp với gia đình hai vợ chồng và một con nhỏ của chúng tôi. Như thế thì tôi thấy thuê nhà vẫn có lợi hơn là đi mua nhà. Chị Nga cho rằng với cách này thì vợ chồng chị cảm thấy rất nhàn. Trong khi đó, nhiều người cứ nghĩ rằng bỏ ra một số tiền rồi vay mượn thêm ngân hàng, hàng tháng trả lãi và gốc cũng bằng hoặc hơn số tiền đi thuê nhà một chút, thì sau vài năm là có quyền sở hữu căn nhà đó. Suy nghĩ này chưa hẳn là đã đúng. Chị Nga nói, nếu cứ dồn hết cả tiền sẵn có với thu nhập vào chuyện trả nợ ngân hàng mỗi tháng, không những mệt mỏi mà sau này khi trả hết nợ ngân hàng, con cái lớn lên, thu nhập của hai vợ chồng cũng tăng thêm, thì liệu có còn thích ở căn nhà đã mua đó hay không? Hay là lại muốn sở hữu căn hộ cao cấp hơn, rộng rãi hơn? Hoặc là công ty chuyển địa điểm hay là thay đổi công việc thì vẫn phải di chuyển đi làm xa hơn? Khi ấy thì sẽ cảm thấy rất bất tiện. Ngoài ra, chị Nga cho rằng số tiền sẵn có nếu không gửi ngân hàng thì bất kể lúc nào chồng chị cần vốn đầu tư ngắn hạn vào dự án này, dự án kia đều sẵn có mà không phải đi vay ngân hàng. Chị Nga cho rằng chúng ta nên tách biệt nhu cầu về nhà ở và nhu cầu về sở hữu nhà ở. Xưa nay người Việt thường có quan niệm an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên quan niệm này có lẽ không còn đúng với thời này nữa, bởi vì nếu như có nhu cầu về nhà ở thì theo chị Nga, việc đi thuê nhà là hợp lý và kinh tế hơn, duy chỉ có mất công chuyển đồ đạc mỗi lần chuyển nhà mà thôi. Vì thế dù đã đi thuê nhà 5 năm nay, nhưng chị Nga cho hay vợ chồng chị chưa khi nào có ý định mua nhà, nhất là nhà chung cư mà cứ thuê ở như hiện nay thì rất là tiện lợi, kinh tế, không phải lo gánh nặng về vay mượn và cuộc sống thì luôn được đảm bảo khi vợ chồng chị luôn ở những chung cư ở khu trung tâm sạch sẽ. Theo Minh Thư, Infonet, Cafe F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.